Chào các bạn, cách đây hơn một thập kỷ thì BMW đã mở đầu cơn sốt crossover coupe khi ra mắt mẫu X6 tại triển lãm ô tô quốc tế Bắc Mỹ 2008. Và mới đây thì hãng xe Đức đã vén màn thế hệ thứ 3 của mẫu xe này. So với phiên bản tiền nhiệm, X6 2020 sở hữu kiểu dáng thể thao và khỏe khoắn hơn. Cụ thể thì X6 2020 được trang bị cản chức hầm hố, đi kèm các khe hút gió lớn hơn. Mẫu crossover này cũng có đèn pha được tái thiết kế với kiểu dáng thanh mảnh và sắc nét. Trong khi đó thì lưới tản nhiệt đặc trưng được gia tăng kích cỡ giúp diện mạo tổng thể của X6 2020 trở nên ngầu hơn. Đặc biệt là X6 thế hệ thứ 3 được cung cấp thêm tùy chọn lưới tản nhiệt phát sáng khi xe di chuyển hoặc khi đóng mở cửa xe. Những đường gân dập nổi cá tính xuất hiện trên mui xe và chạy dọc trên thân xe kết hợp phần mái dốc mạnh phía sau cùng các vòng bánh xe nổi bật khiến chiếc X6 vốn có kiểu dáng bắt mắt lại càng trở nên cuốn hút hơn. Một số chi tiết đáng chú ý khác bao gồm đuôi xe có khe hút gió và cụm đèn hậu LED với kiểu dáng thanh mảnh. Bộ mâm 19 inch là trang bị tiêu chuẩn trên X6 2020 tại thị trường châu Âu. Trong khi đó, tại thị trường Mỹ, mẫu crossover coupe này sẽ được trang bị mâm kích thước lớn hơn một chút là 20 inch. Tuy nhiên, nếu như là chưa hài lòng thì khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn thêm tùy chọn 21 inch hoặc 22 inch. Về kích thước thì X6 2020 dài 4.935mm, rộng 2.004mm, cao 1.696mm và chiều dài cơ sở 2.975mm. So với người tiền nhiệm, X6 mới dài hơn 26mm, rộng hơn 15mm, nhưng thấp hơn 6mm, chiều dài cơ sở tăng thêm 42mm. Về nội thất, tổng thể của X6 thế hệ thứ 3 có phong cách tương tự như X5, sẽ được trang bị ghế ngồi thể thao bọc da cùng với táp lô bọc cả xe sa tác, cùng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cùng hệ thống thông tin giải trí với màn hình 12,3 inch. Tương tự như những mẫu crossover khác, nội thất của X6 2020 cũng hướng tới tính thực dụng. Cụ thể thì hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 40-20-40 và gập hẳn xuống để tăng dung tích khoang hành lý từ 580 lít lên 1530 lít. Danh sách các trang bị tùy chọn trên X6 2020 rất đa dạng, bao gồm hệ thống kiểm soát khí hậu tự động 4 vùng, hộc để đồ, hộc để cốc, có tính năng giữ nóng hoặc lạnh, cửa sổ trời toàn cảnh panorama với hơn 15.000 điểm phát sáng, hệ thống âm thanh vòm Bauer Windscreen Diamond Surround 20 loa da Merino màn hình HUD. Tại thị trường Mỹ, X6 2020 sẽ sở hữu một loạt các hệ thống hỗ trợ người lái trang bị tiêu chuẩn như là cảnh báo điểm mù, cảnh báo trực làn đường và cảnh báo va chạm sau. Ngoài ra còn có hệ thống cảnh báo giao thông phía sau, thông tin giới hạn tốc độ, hệ thống cảnh báo nguy cơ va chạm phía trước với cảnh báo người đi bộ và hệ thống phanh chủ động trên đường đô thị. Gói tùy chọn Driving Assistant Professional Package bổ sung thêm hệ thống kiểm soát hành trình chủ động với tính năng Stop and Go, hệ thống hỗ trợ giữ làn, có hệ thống chống va chạm bên chủ động và hệ thống hỗ trợ lái xe khi tắc đường. Tại thị trường Mỹ thì X6 2020 có sẵn hai tùy chọn động cơ xăng khác nhau, trong đó phiên bản X6 S-Drive 40i và X-Drive 40i sử dụng động cơ xăng 6 xi lanh Twin Power Turbo 3.0 lít, công suất tối đa 335 mã lực, mô hình xoắn cực đại 447 Nm, đi kèm với số tự động 8 cấp. Động cơ này cho phép xe tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong 5,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 209 km/h với bộ lốp 4 mùa. Còn đối với các xe sử dụng lốp có tính năng vận hành cao thì có thể đạt tốc độ tối đa là 250 km/h. Nếu chưa hài lòng thì các bạn có thể lựa chọn phiên bản X6 M50i sử dụng động cơ V8 4.4 lít tăng áp kép cho công suất tối đa 523 mã lực, mô hình xoắn cực đại là 750 Nm. Với công suất lớn hơn và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian thì xe có thể tăng tốc từ 0 đến 96 km/h chỉ trong 4,1 giây. Còn tại thị trường châu Âu, X6 2020 có hai phiên bản máy dầu là X6 M50D với động cơ 6 xi lanh, 4 bộ tăng áp 3.0 lít cho công suất tối đa là 395 mã lực, mô hình xoắn cực đại 760 Nm và khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 5,2 giây. Cuối cùng là bản X6 X-Drive 30D sử dụng động cơ 6 xi lanh tăng áp dung tích 3.0 lít cho công suất tối đa 261 mã lực và mô hình xoắn cực đại là 620 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 6,5 giây và đạt tốc độ tối đa là 230 km/h. Theo kế hoạch thì BMW X6 2020 sẽ đi vào sản xuất hàng loạt từ tháng 8 tới và dự kiến mở bán tại thị trường Mỹ vào tháng 11 với mức giá khởi điểm từ 64.300 đô la Mỹ cho bản tiêu chuẩn và có thể lên đến 85.650 đô la Mỹ cho bản M50i. Mức giá này thì chưa bao gồm chi phí vận chuyển
Và vừa rồi là những thông tin chi tiết về BMW X6 2020. Các bạn đánh giá sao về mẫu xe này? Vui lòng comment bên dưới clip của chúng tôi. Và đừng quên rung chuông cũng như đăng ký kênh YouTube của Autorally để có thể liên tục cập nhật những video mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam cũng như trên thế giới.